Xin chào mọi người, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người dòng sen ở trong video có tên gọi là sen super. Như mọi người đã nhìn thấy trước mặt, bông hoa này màu sắc nó rất đẹp. Em xin phép được quay một vòng bông hoa này cho mọi người thưởng thức. Em sẽ quay một vòng cánh hoa bên ngoài. Quay một vòng xung quanh. Bông này sen, dòng sen super này là dòng sen trung mọi người. Cái 11 bông của nó rất là dài, rất phù hợp với cắm bình. Dòng sen này thì một lá đứng là một nụ. Theo như em trồng mấy chậu thì tầm lá đứng thứ 3, thứ 4 là bắt đầu cho nụ rồi. Cái lá đừng bị động, lá đứng như vậy này đừng bị động, mình đừng có rung nó là nó sẽ lên nụ. Mình đụng vô cái lá nhiều quá nó cũng bị hư nụ nữa mọi người. Dòng sen này rất đáng để trồng sưu tầm. Em xin kết thúc video này.